xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào, một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang vươn mình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này. Giờ tôi là số 1. Game show quen thuộc dành cho các cặp đôi hàng tuần lại đến. Được giao lưu, được học hỏi, được mang về những kiến thức chăm sóc gia đình bổ ích. Còn chần chờ gì nữa, mà không đến ngày biết vợ tôi là số 1 nào. Đón xem tuần này, bà cô vợ nào xuất hiện đây. Bé Cẩm, Nguyễn Quý, Dương Thị Mận. Với nhiều câu hỏi thú vị, trò chơi hấp dẫn, bằng diễn tả được khóa độc đáo, mẹo giặt gia đình hữu ích, sẽ là cơ hội để các cặp vợ chồng thể hiện chính mình. Tại vì mẹ giỏi nấu ăn. Kỷ niệm gì được nhắc lại? Khoảnh khắc đáng yêu nào được tái hiện trong vở hòa hạnh phúc? Mời quý khán giả theo dõi ngay nha. Cảm ơn nhà hàng Shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với ba gia đình. Họ sẽ đến đây tranh tài cùng với nhau. Và qua những cái phần thử thách mà chương trình đưa ra, chúng ta cũng sẽ biết được rằng hai vợ chồng hiểu ý nhau như thế nào, rồi họ cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại ra sao. Đầu tiên xin được chào đón gia đình của Nguyễn Thị Bé Cẩm và Lê Văn Trung đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em chào khán giả đang xem chương trình Đại Diện Hành Vĩnh Long. Em tên là Bé Cẩm, ông xã em là Lê Văn Trung. Hôm nay em đến với chương trình là nhân dịp sinh nhật của ông xã em. Em muốn dành tặng món quà này cho ông xã. À, rồi đó giờ hai vợ chồng có nhiều cái kỷ niệm như thế này chưa? Dạ, em có kỷ niệm là lúc mới quen với ảnh á. À, sao? Dạ, kể nghe lúc thử trước đi. Em là nhân viên của ảnh, ảnh là sếp của em. Ảnh rất là nghiêm khắc. Ông nghiêm khắc với tất cả mọi người hay đặc biệt nghiêm khắc với em? Với em thôi. À. Dạ, ông sai đủ thứ hết trơn á. Cái một hôm với ông tuyển nhân viên khác vô, em nghĩ là chắc mình có lỗi gì, ông đuổi mình hay sao á. Cái ổng nói hồi bữa nay em làm nhân viên giao hàng với anh đi. Ai ngờ ổng chở em vô quán cà phê. Nói chuyện hồi cái ổng nắm tay rồi này kia. Nhưng mà em cũng để ý ổng rồi. À, em nói trong bụng á, ông này nghiêm khắc với tôi, nửa về chết với tôi. Bữa nay dòm thấy em tươi quá trời là biết viên mãn còn gì nữa. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 2. Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Công Mạnh đến từ Vũng Tàu. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào hai đội bạn cùng chơi và xin chào khán giả. Em tên là Tuyến, hiện em là nhân viên văn phòng. Còn ông xã em là Mạnh, hiện đang là làm bên du lịch. Trong cái năm vừa qua thì nhà em mới đón thêm một thành viên mới. Và xui cái là ông xã em cũng đổi qua công ty khác ấy. Thì cái thời gian anh làm việc ở công ty khác nó khá là nhiều thời gian. Thì hôm nay qua cái chương trình này thì em mong vợ chồng em sẽ được gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Và nếu mà qua sau khi thi xong á, trong cuộc sống có những gì mà hai vợ chồng không vui vẻ với nhau á, thì sẽ nhớ lại những kỷ niệm của ngày hôm nay và cùng nhau đồng lòng vượt khó. Cảm ơn em. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình thứ ba, Dương Thị Mận và Hoàng Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa, chào các bạn trong khán phòng hôm nay và chào Đài Truyền hình Vĩnh Long. Em tên là Dương Thị Mận, em làm thu ngân của nhà hàng. Đây là ông xã của em là Hoàng Quân, nghề nghiệp là diễn viên. Hôm nay đến dưới đây thì em có một câu chuyện kể cho anh và các bạn cùng nghe. Hồi trước kia em với ông xã em là chơi cùng một nhóm bạn, trong đó có một chị giới thiệu cho em với một cái anh kia. Thì trong lúc đó ông này có để ý em. Nhóm bạn bè gán ghép cho bả với lại bạn đó. Thì ngồi buồn quá thì lâu lâu cũng đi hát karaoke, hát nghiêu ngao. Rồi giờ hát thử coi. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ơi hay biết rằng anh đã yêu từ lâu. Đã yêu từ lâu rồi kìa. Rồi mình về chung nhà rồi anh ơi. Bây giờ hát cái bài Tình đơn phương mà nghe sao nó vui quá. Chứ hồi đó mà hát cái bài này chắc trào nước mắt phải không em? Dạ, rớt nước mắt luôn đó. Cảm ơn em đã chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình. Và bây giờ thì mời mọi người về vị trí để sẵn sàng cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ là vòng thi đầu tiên, khởi động. Đầu tiên là Bé Cẩm nghe. Dạ. Chủ đề dành cho nhà Bé Cẩm là chủ đề mẹ con. Câu 1, mẹ chồng thuộc tiếp người truyền thống hay hiện đại? Hiện đại.
hiện đại trùng khớp. Em chia sẻ chút xíu về mẹ chồng được không em? Dạ, mẹ chồng thì rất là thương nàng dâu và tôn trọng quyết định của nàng dâu. Có đôi khi thì mẹ cũng còn truyền thống như lúc xưa, nhưng mà mẹ thấy em chăm con rồi này kia ok hết thì mẹ không có ấy nữa. Câu số 2, mẹ thích con gái nấu ăn giỏi hay giao tiếp khéo? Giao tiếp khéo, giao tiếp trùng khớp với nhau. Ủa em, vậy là mẹ em không muốn em nấu ăn giỏi hả? Tại vì mẹ giỏi nấu ăn rồi, mẹ không cần con dâu nấu ăn giỏi nữa. Vậy nhà em nấu ăn được không? Dạ được, em chỉ nấu ăn cho chồng em ăn thôi. Nó chứ tập nhiều nhiều hơn đi em nha. Nấu ăn giỏi nó là một cái lợi thế của phụ nữ đó. Câu 3, về ngoại hình, mẹ và vợ giống nhau nhất ở điểm nào? Tức là mẹ vợ đó nha. Lúm đồng tiền cái trời ơi, duyên dáng. Đáp án là đẹp, ăn mặc không trùng khớp. Câu số 4, tên cháu nội ban đầu do mẹ chồng nghĩ là gì? Cái tên ban đầu mà mẹ chồng nghĩ ra tính đặt á, mà có thể là không đặt, hoặc là cũng có thể là sử dụng cái tên của mẹ chồng luôn. Không có, không có nghĩ trùng khớp. Vậy tên của con á, là ai đặt em? Dạ em đặt. Bé lớn là Thanh Lam, bé sau là Tường Lam. Ồ đẹp quá, Thanh Lam, dạ. Tường Lam đều là do một mình em đặt ra hết hả? Dạ tại em có xin phép mẹ. Câu 5, con rể thích mẹ vợ nấu món gì nhất? Canh chua, canh chua trùng khớp luôn. Và nhà mình có tất cả là 4 câu trùng khớp với nhau, 1.200 điểm. Gia đình số 2, gia đình của Tuyến và Mạnh. Chủ đề con cái, bé lớn hay bé nhỏ nghịch phá hơn? Lớn, lớn, trùng khớp. Câu 2, bé nào có tật hay nhõng nhẽo? Bé lớn trùng khớp luôn. Ủa em con lớn em mấy tuổi rồi? Dạ 3 tuổi ạ. À 3 tuổi, cái độ tuổi này nhõng nhẽo phải rồi. Chứ còn mới có 9 tháng biết gì mà nhõng nhẽo. Biết đó anh, nó nghịch với chị nó lắm. Nghĩa là chị làm sao là em phải được như thế. À. Dạ tại đứa sau là con trai. Câu số 3, bé nào ăn uống ngoan hơn? Lớn hay nhỏ? Bé nhỏ, bé lớn không trùng khớp. Dạ thường thường là bé lớn là mỗi lần em cho thì nó ăn ngoan hơn, nhưng mà ở nhà với mẹ thì ăn nó hơi phá chút. Hơi dạ. Phá, còn con nhỏ thì sao em? Con nhỏ thì ăn ngoan tại vì cháu cứ chỉ để lên ghế ngồi rồi. Câu tiếp theo nè, hai vợ chồng phạt con bằng cách nào hiệu quả nhất? Khuyên con là không trùng khớp. Đúng của em là kết hợp là la và khuyên con. Nhưng mà bây giờ thì người ta hạn chế la con nhiều nên mình phải khuyên là chính. Còn dạ. Cái chuyện la là mẹ làm là chính thôi em. Thì tình nếu mà ai mà có hai đứa con thì mới hiểu cái cảnh này anh ạ. Không la không được. Nó quậy quá ha. Quậy lắm. Câu số 5, bé nào muốn có thêm em? Lớn. Vậy mà bên đây nói là không có. Trời ơi, tiếc kìa không. Và nhà của chúng ta có 2 câu trùng khớp mang về 600 điểm. Gia đình tiếp theo của Mận và Quân. Chủ đề nỗi sợ. Có 1, trong nhà ai là người sợ đau nhất? Vợ, chồng không trùng khớp. Mỗi lần em cạo gió, ôi trời đau quá. Cứ lăn tới lăn lui không cho cạo. Em cạo hay em cào? Em cạo. Câu 2 nè, ai không dám ngủ một mình khi đi chỗ lạ? Ngủ chỗ lạ nhiều người sợ lắm, sợ đủ thứ hết. Vợ trùng khớp luôn. Vậy em có bao giờ em phải ngủ một mình ở chỗ lạ chưa? Dạ chưa. Ở nhà thì thường xuyên, còn đi ra ngoài thì chưa bao giờ. Câu 3, vợ có thích phim kinh dị không? Có trùng khớp. Trời ơi, vợ em cá tính mạnh mẽ vậy đó hả? Dạ cá tính mạnh lắm. Tối hỏi là có coi phim gì trước khi ngủ không? Em thì thích coi phim về nó hài, nó giải trí chút xíu. À đúng rồi. Còn bà nói không, tối phải coi phim ma, phim kinh dị đi. Trời ơi trời, tối ngủ rầm mơ sao trời. À. Bà nói không, mà cũng coi đi. Ủa kỳ vậy. Ai không dám chơi trò chơi cảm giác mạnh? Vợ trùng khớp. Ngủ một mình á thì em không dám ngủ một mình ở chỗ lạ, đúng không? Mà thích thì thích coi phim kinh dị, coi phim ma đó. Rồi á thì chơi trò chơi cảm giác mạnh thì lại không, làm sao? Em sợ độ cao. Đợt anh dẫn em đi Nha Trang á, cho em lên cái độ cao mà cái vòng tròn quay quay á. Em lên đó nhắm mắt mà em gùng mình không, em không dám mở mắt, em rất là sợ độ cao. Nhưng ổng kìa, sướng quá, đã quá.
Thật ra là em rất là sợ luôn á. Nhưng mà mình phải tỏ vẻ là mình cứng á, mình phải bảo vệ vợ mình chứ. Thiệt ra là bên dưới là ướt đẫm rồi đó phải không? Biểu hiện của chồng khi sợ là gì? Khi ông sợ quá đó thì ông biểu hiện sao? Nhăn mặt, la không trùng khớp. Thì không phải là sợ la làng mà dù đang đi này ai giống như lâu lâu cũng hay giỡn hù một cái thì mình sợ giật mình cứ quá. Ông la chứ ông không có nhăn mặt em ơi. Nhà của mình có tất cả là 3 câu trùng khớp, 900 điểm. Vậy là chỉ có gia đình của bé Cẩm là trùng khớp nhiều câu nhất. Em được quyền tiến xuống một bước. Em xin chọn bên phải ạ. Mời em bên phải. Bên phải sáng đèn bé Cẩm hoặc là một cái máy ép trái cây. Điểm số của ba gia đình: bé Cẩm 1200 điểm, Tuyến 600 điểm và Mận 900 điểm. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ hai, Đồng Lòng Vượt Khó. Dạ thưa bà con, chúng ta đang ở vòng thi thứ hai Đồng Lòng Vượt Khó. Trưa hè nóng bức cho nên quyết định mở một cái quán nước ven đường. Đó. Ai đi ngang qua đi ngang lại em sẵn sàng mời uống miễn phí, không có lấy tiền. Nhưng mà cái điều quan trọng là cần phải đoán cho được cái tên của cái thức uống mà em bán là gì thì mới được uống miễn phí. Ông chồng thì bị bịt mắt, cô vợ thì sẽ ra đây dỡ những cái hộp này ra. Trong đây có những cái ly nước, đưa cho ông chồng nếm thử. Ông chồng phải đoán được cái thức uống đó là gì thì xem như mình được tính điểm. Bắt đầu. Đây em chọn màu xanh hy vọng. Rồi màu xanh hy vọng. Dạ. Rồi cho chồng uống cái đó. Muốn uống nhiều uống. Cảm nhận cho nó rõ. Vị nó ngọt ngọt mà nó như là một cái loại củ quả chứ không phải là trái cây. Đoán được không? Nó không có qua loại khác. Qua loại khác đi. Màu xanh hy vọng, không thấy hy vọng gì trơn ha. Rồi bây giờ anh chọn màu nào? Màu hồng, màu vàng. Ừ, dễ quá. Màu vàng em. Đừng đừng. Mặn mặn. Sao giống chanh muối? Gì? Đoán là gì? Nước chanh muối. Rồi, chanh muối. Đoán được không? Vị đắng đắng. Đắng đắng, đoán được gì chưa? Chưa hay. Ngon quá em ơi. Thơm quá mà, cái mùi nó lộng lẫy quá mà. Nhanh 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 nhanh. Đoán được không? Có bộ vị giác ông này có vấn đề. Đang, dạ vâng. Phải đổi người đi. Đổi người phải không? Rồi. Nãy giờ 4 ly dạ. Chưa đúng được ly nào luôn. Em lấy màu gì? Màu đỏ phải không? Dạ. Rồi. Ôi cái quán nước nhà em bán mấy cái món đơn giản quá mà. Cam sữa. Cam sữa. Rồi. Để đó tiếp đi em. Nó làm sao nói luôn. Mãng cầu, mãng cầu. Mãng cầu gì? Sinh tố mãng cầu. Rồi sinh tố mãng cầu bỏ xuống. Đó. Nước lọc. 5 Nước 4 3 2 1 hết giờ. Bỏ này. Rồi. Rồi. Nước lọc phải không? Chính xác. Cái này sinh tố mãng cầu. Chính xác. Cái này cam. Chính xác luôn. Ông kia. Cái này sữa tươi. Nó bình thường. Đơn giản. Còn này nè. Nước muối chứ không phải chanh muối. Nè em nếm thử coi. Có miếng chanh nằm đó không? Nó chỉ mặn thôi đúng không? Đúng. Thì là nước muối. Rồi còn này. Chà, nước chà, cà đường. Cà đường vậy thôi, đơn giản hết sức, đúng không? Còn này nè, dòm cái màu, dầu. Siro dầu. Dầu hơi nghe. Tại khi mà để cho bà vợ nghe rồi bà nếm, bà đoán là được nhiều hơn rồi. 3 món, rồi. Mời nhà tiếp theo. Cái quán nước nhà em tiếp tục rao bán. Giờ để thử coi cái gia đình này có đoán được những cái món thức uống mà em bán hay không. Bắt đầu. Thôi vậy chọn màu hồng nha em. Đầu tiên nha. Màu gì cũng được đi. Quay lên nè, rồi nếm. Rồi uống luôn hả? Cái gì vậy? Rồi, cái gì mà hồng ngay vậy? Cái gì biết không? Thơm hả? Ép thơm. Rồi, thơm rồi đây. Rồi, xanh đỏ tím vàng thích màu nào? Trắng đi. Không có màu trắng. Lẻ. À, trong cũng được. Trời ơi, lấy lại luôn đi. Rồi xong. Chịu được. Trời ơi, cái này dễ nè. Trời, cái này là quá dễ ha. Trời ơi, hột é, hột é. Trời ơi. Hay vậy. Trời, thèm quá. Tiếp cho màu vàng nha. Màu vàng đi, màu vàng. Rồi đây. Màu vàng đi. Trời, cái này cũng quen nữa. Cái này cũng quen nữa. Đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh. Nhanh lên. Cái gì cũng được. Đậu nẹp. Em mình chuyên gia ăn uống mà. Ai da cái này nha. Cà phê hả? Ghê quá. Cà phê không đường em. Lẹ. Cái gì cũng được. Uống người từ. Vợ luôn múc. Ai da rồi cái này nè. Đây.
Cái gì? Tao me. Trời ơi, hay vậy? Trời ơi, chuyên gia ăn này. Em đây, đây, màu dưỡng nước. Đây. 5 4 Sữa hả? Sữa mà có chút cacao, cà phê gì trong đó. Rồi, ok. Sữa, nói chung là sữa đó. Hết giờ. Trời ơi. Hết giờ. Cái cuối cùng là cái gì? Xác định lại nè. Thử biết lại không? Em không biết nói tên mà em biết đó là sữa. Có cái gì pha pha như cà phê là cacao gì nhiều nhiều. Rồi mình coi nha. Đầu tiên em nói là nước ép thơm đúng không? Dạ. Chính xác rồi đó. À, này quá dễ. Trời quá đơn giản. Ăn vô cái biết liền. Này chè đậu xanh cũng ăn cái biết liền. Này cà phê không có lầm lẫn chứ đâu được hết. Này đá me cũng dễ ẹt luôn. Còn cuối cùng là sữa cùng với cà phê, trà sữa trân châu. Vậy là ông chồng em, ông không có chịu múc lên. Phải chi mà cho cắn cái hộp trân châu. Trời ơi. Trà sữa trân châu nha. 5 món, chúc mừng gia đình em. Rồi nhà tiếp theo. Bắt đầu. Nhanh. Tiếp nha. Đó. Đứng qua đây. Xin xa. Nhanh lên mà hồng đi. Cho cái này. Thế nó sao? Mặn ngọt sao? Ngọt. Thôi bỏ qua đi, qua đi. Trời ơi, cái này quen lắm nè. Chanh muối. Đây. Mặn quá. Cho uống cái nước lửa. Rồi. Nha Đam. Dạ đón hay mà. Lấy cái nước nào mà đó mình đi hẹn đó nha anh. Nghe quen á. Ta. Ta bút chi. Đúng nhìn luôn lên, rồi. Nhìn lên. Nhanh hết cỡ rồi đó. Gâu má. Nhanh lên, hết giờ rồi. Qua đi, nhanh lên, lấy cái khác đi anh, nhanh lên. Cái cuối cùng nha. 5 4 3 2 1 gì tắc, em? Nước tắc. Hết giờ. Cái này nước bưởi chứ không phải tắc. Cái vị nó khác nhau hoàn toàn mà ta. Nè em nói rau má hay em? Không hề là rau má nha, nước khổ qua. Cái này chanh muối đúng nè, một cái nè. Nha đam đúng, hai cái. Nè em nói sa bô chê hả, phải không? Đúng rồi. Sa bô chê đúng. Cái này em đoán là nãy là gì, xương sa phải không? Không phải em ơi, chè thái em ơi. Bên trong này là sữa. Đó, chè thái. Này em nói gì ngọt ngọt quá không ra nè. Nước mía. Cái này không nói được, cái này là nước sâm. Vậy là nhà mình cũng được 3 món. Ở thử thách này thì gia đình của Mận đoán được 5 món thức uống, cho nên em được 2.000 điểm. Hai nhà còn lại, mỗi nhà đoán được 3 món, cho nên đồng hàng nhau, mỗi nhà được 1.500 điểm. Mận, em được tiến số 1 bước. Em chọn bên trái. Bên trái. Và bên trái sáng đen, em sẽ nhận được sản phẩm là một cái ba lô du lịch. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3. Tâm đầu ý hợp. Ở vòng này thì gia đình Mận sẽ thi trước. Đó là sản phẩm của nhà tài trợ nhãn hàng Shop. Nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Chủ đề dành cho nhà mình là âm thanh. Bắt đầu. Có hai chữ à, nghịch với lại âm. Nghịch với lại chữ âm. Im lặng. Không phải âm. Dương. Đó, dương đó là chữ thứ hai nha. Còn cái đầu của nó là nhà thi đấu gì mình hãy coi biết. Lấy chữ. Đúng rồi, lấy cái chữ thứ hai ghép với chữ kia. À, dương. Đúng. Cái gì mình nhức đầu á. Trời ơi. Âm thanh nó lấy chữ đầu tiên. Rồi cái sau là em đi. Em đi đâu? Em đi để mà nấu ăn cho anh á, đi đâu? Chợ. Đó, cái chữ đầu. Rồi cái chữ mà vừa rồi là chữ thứ tư. Đó. Thì nó có 4 chữ. Ủa mà em đi chợ. Không. Rồi cái từ thứ hai đúng rồi đó. Đó. Cái chữ đực là gì? Cái. Đó, thì cái đó. Cái bằng ba như lại có là chữ ba đó. Ồ, như cái chợ. Đúng rồi. Cái người mình hát á. Quỳnh Lâm. Nhịp chừng không phải, nhịp cái gì? 1, 2, 3, nó là cái gì? 1, 2, 3. Tầng âm số. Tầng âm. Đó, đúng rồi đấy. Tầng số. Không, đúng rồi, tầng. Okay. Rồi, cái bây giờ... Nam. Gì vậy? Mình đổ cái gì? Đổ. Chị cần cái ngựa. Chị cần cái ngựa. Hết giờ. Tình. Mới có 3 từ khóa giải mã được thôi. 1.500 điểm. Rồi gia đình tiếp theo. Mời em. Chủ đề dành cho nhà mình đó là bệnh. Bắt đầu. Có 2 từ. Cái này là cái gì?
môi, cái miệng. Rồi mỗi lần mà em bị bệnh á, cái trong người em nó nhạt nhẽo. Là gì? Thôi bỏ qua đi, hai từ nha. Cái cây mà để mình leo lên nóc nhà là gì? Cây thang. Rồi, lại bác sĩ lấy gì vậy Uống? À, thuốc, thang thuốc. À, cái này là cái gì? Có bốn từ. Mắt. Rồi, bệnh là cái nằm hoài, muốn ngủ hoài luôn, là bốn từ nha. À, mắt liền. Không, đóng lại. Từ thứ hai á, đóng là trái nghĩa với đóng là gì? Mở. Rồi. Mở mắt. Không. Mắt mở lờ mờ. Không, từ thứ ba là trái nghĩa với có là gì? Không. Rồi. Mắt mở không lên. Rồi, đúng rồi. Rồi, mỗi lần mà em bệnh á, cái em không có đi đâu được trơn á, em chỉ muốn ngủ thôi. Trái nghĩa với ngồi là gì? Đứng. Nằm. Rồi, mỗi lần em bệnh á, nằm ngủ, nằm nghỉ. À không rồi tới mấy? Một. Rồi, ba từ. Nằm một chỗ. Rồi, mỗi lần mà mình đi lại bác Thái mình khám á, bác còn 3 ngày thuốc rồi tới tái khám. Rồi, đúng rồi. Ơi, mình trùng khớp từ khóa rồi. Không, mỗi lần bệnh á, mình không có ăn gì mà ngọt được á, là người ta kêu là gì? Ủa dạ. Ê, sao mà nhắc cắn trợn vậy? 4, 3, 2, 1, hết giờ. Đó là từ lạc miệng. Nhạc em nói quá. Từ nhạc, nhạc miệng thì nói gần cũng... giống nữa. Ba từ khóa 1,500 điểm. Gia đình của Tuyến, mời em. Hôm qua dành cho nhà mình, nhãn hàng xốp nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày, chủ đề cảnh giác. Từ này có hai từ nha. Túi. Đúng rồi, một từ sau, từ đầu tiên là móc túi. Từ thứ hai nha, ba từ. Cổ. Không phải. Này, đây là từ thứ ba này. Má. Nguyên cả. Quân mặt. Ừ, đúng từ cuối cùng nha. Từ đầu tiên là mình là cái gì cứ nói đừng có yêu. Từ đầu á, cứ nói đừng quá yêu. Từ là ba. Từ thứ hai là không thân thiết thì là gì? Gian. Không thân thiết với mình ấy, trái quen á. Là ba từ. Người lạ mặt. Đúng rồi. Cuối tuần họ hay đi nhà thờ á. Lễ. Cuối tuần đi nhà thờ là người theo gì? Đạo. Đúng rồi, từ đầu tiên. Từ thứ hai là đa tặc. Bác sĩ á. Đạo trích. Đúng rồi. Cuối từ nha. Từ đầu tiên là cái gì để mình mở ra cửa nhà? Cửa. Rồi, từ thứ hai là đối diện với lại mở ra. Đóng. Rồi, hai từ nữa. Thêm. Đúng rồi. Cài. Đúng rồi. Nói lại nguyên cái. Cửa đóng khép cài. Đúng rồi. Cái này là có hai từ nha. Từ từ này không biết. Cái gì mi người ta gọi là gì? Khoét. Nếu em muốn diễn tả cái từ khóe đó thì em phải chỉ ngay cái đây nè, cái khóe mắt này, chỗ này. Rồi, 4 từ khóa mang về cho nhà mình 2,000 điểm. Ở vòng thi này thì gia đình của Tuyến giải mã được 4 từ khóa cao nhất, cho nên em được quyền tiến xuống một bước. Dạ, em tiến bên này. Mời em. Ta bước phải sáng đèn mang về cho Tuyến một món quà, đó là một cái lò nướng. Điểm số của cả ba gia đình cái cặp 4,200 điểm, Tuyến 4,100 điểm và Mận 4,400 điểm. Và như vậy là chúng ta sẽ chia tay Tuyến tại đây, và hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình Nhanh Tay Đáp Lẹ. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi cuối cùng Nhanh Tay Đáp Lẹ. Có một cái mẹo mà những người mà hay mặc quần jean, thích mặc quần jean cần phải lưu tâm. Nếu như mình mặc quần jean mà mình giặt nhiều quá thì nó sẽ dễ bị phai màu, mà nếu không giặt thì những người xung quanh chịu không có nổi. Và người ta nói rằng cho một ít giấm vào trong cái thau giặt hoặc là vào máy giặt thì sẽ giặt sạch. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ làm như vậy thôi á thì cái quần của chúng ta có thể sẽ sạch, nhưng mà bù lại nó sẽ chua như giấm. Vì vậy, một cái mẹo đơn giản hơn đó là chúng ta cho một cốc giấm hoặc là một nửa cốc giấm thôi vào trong cái máy giặt hoặc là thau giặt của mình cùng với bột giặt hương nước hoa, để quần jean nó không bị chua mà nó vẫn sạch sẽ. Đó là cái mẹo dành cho những ai thích mặc quần jean nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với hai người phụ nữ ở vòng thi này. Ở vòng này chúng ta có 5 câu hỏi. Câu đầu tiên với chủ đề là mẹo khử mùi. Dạ, 1,000 điểm. Ngàn. Dạ, em đặt từ 1,000 điểm. 1,000. Ăn khóm có giúp giảm bớt mùi hôi tỏi trong miệng không?
mời Cẩm. Dạ anh là có, tại vì trong khóm có axit và mùi thơm của khóm nó sẽ làm cho miệng mình bị mất đi mùi. Câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Dạ 1.000 điểm. Cẩm. Dạ em tự 1.000 điểm. 1.000. Thoa một ít phấn rôm hay kem dưỡng ẩm lên da sẽ hạn chế dị ứng khi đeo nữ trang. Mời Cẩm. Dạ, anh là phấn rôm. Và đây là câu trả lời đúng, chúc mừng. Tình trạng dị ứng khi đeo nữ trang là do kim loại tác dụng với mồ hôi sinh ra ngứa ngáy, mẩn đỏ. Có một cách để hạn chế dị ứng khi đeo trang sức là thoa một ít phấn rôm lên da. Phấn rôm có tác dụng hút ẩm, hút mồ hôi nên mẩn ngứa không còn. Còn kem dưỡng ẩm thì làm tăng cường độ ẩm nên không giúp hết dị ứng đâu nha. Mận ơi nhanh tay lên nha em. Câu 3 sức khỏe, đã cương nào. Dạ 1.000 điểm. Dạ 1.000 điểm. Bệnh sởi thường bùng phát vào đầu, giữa hay cuối năm? Mời Cẩm. Dạ thưa anh, là bệnh sởi là thường bùng phát vào đầu năm. Tại vì đầu năm thì nóng, làm cho mình dễ nổi sởi. Còn cuối năm thì thời tiết thường mát và lạnh lạnh, cho nên là ít nổi sởi hơn đúng không? Dạ. Tại vì em có 2 bé rồi. 2 bé rồi cho nên kinh nghiệm đầy mình. Chính xác, chúc mừng em. Câu số 4, mèo bảo quản. Dạ em đặt cược phân nửa số điểm. Em đặt cược phân nửa. Giữa hai loại lạp xưởng tươi và lạp xưởng khô thì loại nào nên và loại nào không nên bảo quản trong tủ lạnh? Mời Cẩm. Dạ thưa anh, là lạp xưởng khô thì mình không nên bảo quản trong tủ lạnh, tại vì nó đã khô rồi mình đưa vô tủ lạnh thì nó khô hơn nữa. Dạ còn lạp xưởng tươi thì có thể để tủ lạnh cho bảo quản nói chung hơn. Là nên bỏ tủ lạnh. Chính xác, chúc mừng em. Đối với lạp xưởng tươi, bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì thịt trong lạp xưởng sẽ luôn mềm thơm ngon. Còn lạp xưởng khô thì không nên, độ lạnh ẩm trong tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến mùi vị, khiến lạp xưởng khô bị mềm nhũn ra không còn ngon nữa. Câu cuối cùng. Dạ em cược tối đa. Tối đa luôn ha, ở mức 5.000. Dạ phân nửa luôn. Chủ đề thực hành bắt đầu. Chúng ta có 3 loại ở đây: cần tây, cà chua và óc chó. Hãy ghép tương ứng tên thực phẩm với tên bộ phận trên cơ thể mà bạn nghĩ là chúng có liên quan. Mời em. Mận. Óc chó là giống tốt với não. Giống còn, giống như bộ não của mình giống đúng không? Giống bộ não, dạ. Còn cà chua thì giống tim, các hệ cơ quan của tim. Cần tay. Cần tay thì sẽ bổ cho xương. Nhìn nó giống như là mấy cái xương trong người dạ, mình đó dạ, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Có những loại thực phẩm mà chúng ta chỉ cần nhìn hình dáng của nó, chúng ta cũng có những cái sự tưởng tượng. Nó giống như là những cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta, cũng như là nó sẽ có những cái bộ dưỡng, nó liên quan tới cơ quan trong cơ thể người. Ví dụ cần tây nó dài dài thì giống như xương khớp, chúng sẽ đặc biệt giàu silic, chất quan trọng giúp cho xương chắc khỏe. Cắt quả cà chua ra làm đôi, bạn sẽ thấy nó có cấu trúc giống như hệ tim mạch. Cà chua chứa lycopene, chất làm giảm nguy cơ bệnh tim. Còn quả óc chó có hình dạng nhăn nheo, khá giống với bộ não. Óc chó chứa hàm lượng cao các axit béo omega 3 và các chất chống oxy hóa, cảnh báo nguy cơ chứng mất trí nhớ. Ngoài ra còn có phổi được cấu tạo từ các nhánh khí quản nhỏ, trông khá giống như là chùm nho. Trong nho chứa chất proanthocyanidin, giảm mức được bệnh hen suyễn do dị ứng. Nấm thái lát thì có hình dạng khá giống như đôi tai, chứa nguồn vitamin D dồi dào, giúp cải thiện thính giác. Chúc mừng em với câu trả lời chính xác. Điểm số bé Cẩm 10.800 điểm. Và Mận 6.600 điểm. Chúc mừng bé Cẩm. Mời hai vợ chồng tiến lên phía trước. Tặng cho bà xã nè. Và chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Giờ con thủ với ba xách những bịch bột giặt đó để lên trên kia nha. Bắt đầu. Giỏi. Gắn lên. Hay quá. Con phụ với cha đi, đúng rồi. Rồi, đưa shop sáng đèn, cảm ơn hai cha con. Mời hai gia đình còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình hôm nay, về ba là gia đình của Tuyến. Giải thưởng là 4.100.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhi, gia đình của Mận, giải thưởng là 6.600.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của bé Cẩm, giải thưởng 10.800.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ.
Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng Shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 3:00 sáng của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và 16:30 của ngày thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào và hẹn gặp lại.